là cần tăng cam của Phil, Phil 125 Phil chờ mập nha anh em. À, xin cam nè, xin cam bầu nè nha. Đây là dân chơi nhìn phát biết liền nha anh em. Đó, này là nhóc luôn nè, mình đang chuẩn bị đóng hàng gửi cho anh em ở các tỉnh. Anh em thấy không? Quá trời luôn. Đó, mênh mông luôn. Đó. Nhiều rất là nhiều luôn nha anh em. Đây, xin cam bầu. Này bỏ vô phiêu 125 là bao em luôn nha. Khi mà anh em gắn vô thì nó sẽ bị căng sinh cam. Lúc đó mình cắt cái đầu lại nha anh em, cắt ngang nè. Cắt khi cắt cái đầu u lên nè. Cắt ngang đây. Đó thì nó vô sinh cam nó rất là dễ nhẹ nhàng luôn nha. Đó cắt ngang nè. Giống đây nè. Chứ để như vậy là gắn lên rất là khó, cứng lắm. Cái chịu lên cái đầu nó cứ ngắt rồi. Rồi ok.